Tức là chị cả một ngày bảo này mình sẽ đưa cho mọi người Thế bộ nên hôm dụng nay cái cụ lúc buổi y trưa tế anh Long hỏi nhé. cái anh ấy xem nó rén hỏi là Và mình đi để dọc ở bao nhiêu thì là mọi người sẽ tô hoàn thành nha. sẵn Anh Long đã ra quyết định ngày nghỉ rồi thì lo gì thì anh Long nữa. phải quay bộ lên phải mất sức mạnh không nhận không đi đường được À, có em hai để cho nó chắc chắn đi chắc rừng chắn anh đi rừng thế thua rồi tôi là bố có đi rừng thua rồi thua rồi thua nữa rồi hết trọng mệnh anh chuẩn bị tinh thần thua đi ăn thẳng sao chính ai sướng quá này không phải chơi game ôi mừng rớt nước mắt ui, cuộc đời của tôi cuối cùng cũng có hôm tự do rồi ok mọi người tôi đi nào ngày sắc ngày sắc anh cười nhỉ hay ghê nhỉ thua vô nồi ok nha mọi người thì sẽ đánh dấu xong nha Ok. Năm hôm nữa. Lâu. Mong hôm Amita là đẹp. Like nè. Ok, mọi người tô theo mình nhé. Mọi người tô theo mình nhé. Xong rồi nè, còn quá đủ rồi. Ok. Mời tôi đi ạ. Giờ phớt này, giờ phớt này. Tôi con này dùng chiêu hai nó hồi máu à? Gì ra? Con gì anh? Dùng chú địch thôi. Còn bình thường là sẽ mất máu. Sau anh ơi hả? Video này nhiều lắm nè. Ok, cái này có một cái là bản like, một cái là bản gốc. Ok, cái này và một ok một cái bản like, một bản gốc có cả tô màu, còn lại mai tôi chuyển nốt thêm một trang mấy trăm nghìn nữa. Mười giờ tất cả còn có tí nữa.
có một cái gì nhỉ? À. Ok, và mình sẽ hoàn thành tranh này nhanh nhất có thể cho mọi người xem nha. Bước này bước nữa là xong. Rồi mình sẽ bỏ bớt ha. Mình sẽ để chiều nào đây. Chiều cuối. Chiều nay chiều cuối chiều kia chiều nào thế à? Nó chẳng có cái quá gì mấy. Nó vẫn là số thiên để có chiều nào như đấy mà. Ok. Ok nha mọi người. Và đây thì không cố gắng để lên chiến tướng à? Từ bỏ. Thôi vừa qua Mai anh được rồi, thế được rồi. Thành tích của Thịnh đã được vượt qua rồi. Giờ không còn nói là cày cho Mai anh lên 30 sao cơ mà. Còn tao thì không cày. Nói từ năm ngoái năm nay bây giờ mới cày không có nghĩa gì. Ok. Thế kiểu thì sẽ to như này nha mọi người. Là vượt qua mấy anh rồi. Chưa đã 200 cái nữa. Đúng không mọi người? 10 điểm. Ồ, cái đúng này là chơi trẻ năm này. Ok, mình sẽ chụp bài tập đi mọi người. Ok. Ok. Và video nhầm đấy của tôi ạ. Chưa thành lấy solo bao giờ không anh? Đánh chết lầu. Ok nha mọi người. Chăm chỉ vì tương lai thưởng Tết. Yes. Có khi nói lâu thì trong tìm thử nhóm nè. 11 giờ chúng ta chưa về. Anh Long về. Buổi cuối cùng chúng ta sẽ ngồi đến tận buổi đêm nha. Là 24 hả? Ngồi đến sáng luôn đi. Thế anh được, chiều hôm sau chiều. Làm bắt hết ngày hôm đấy luôn đi. Chiều. Làm đến tận chiều hôm sau xong về luôn. Ồ. Anh động vào phát lại được luôn vậy. Tao biết con này nhân tài tìm. Gà. Đây. Đây là được rồi. Tôi biết rồi, hồi nãy nó cứ bị đau đau ấy. Ok. Táo mà em cứ dùng em là em đợi là anh không được tính. Anh xin em chưa? Và video của mình đến đây là kết thúc. Em gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Ông chưa đánh mà mày. Mọi người like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hello, xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người. Tôi mong. Good job.
Đây là anh chàng trai 34 tuổi, tiết kiệm được 2,7 tỷ người đồng. Người cổ ra dựa vào 7 cô bạn gái trong vòng 13 năm. Xong cũng bị bắt rồi. Nhưng mà... để đến bây giờ cho mọi người xử lý tôi luôn nhé. Thế thì mình phải đi xem bắn pháo hoa của mấy bọn mình. Nó phải đi bởi dưới thôi. Tiết kiệm được tận 13 tỷ rồi à? Sợ thật đấy. Thôi giỏi. Tôi cũng muốn. Ha? Ê, nhiều lúc cũng mấy thằng nó mồm với mọi người. Sự thật thế mà biết sao giờ. Mình sẽ cần một cháu này để kèm cái mỏ. Cái gì? Thành ra tiết kiệm được 13 tỷ. Cần một cháu này thì kèm 7 cô bạn gái. Cái gì? Uầy. Cắt được này. Cắt được ấy của Thịnh. Cắt đôi nỗi sầu. Anh tay cắt đôi nỗi sầu. Anh xa đi cả bóng hình. Anh cắt đi cả bóng hình. Anh cắt đi cả bóng hình. Anh đang cao bên hình lên lầu. Chú chú chú. Ok. Mình chưa biết đây là cái gì cả. Mình vẫn chưa hình dung ra. Nói chung là một cái đồng người nha. Nhưng mà thua. Anh thua nãy giờ anh vẫn chưa đánh trả nào. Nghiện lắm rồi. Tất nhiên con dùng chiêu 2 đánh rồi mà. Đúng rồi, nó xịt mất máu mà. Mình đang phân vân mọi người ạ. Mình nên quay tiếp hay là về nhà ngủ sớm mai đi làm. Giờ này đường tắc quá mọi người, lạnh thế này dậy sớm cũng lười. Mọi người có ăn món bánh không? Mấy mày gương vừa quay vào đắp đúng không? Chứ tôi mặt kìa. Ờ, cả liên quan. Bản quyền là anh nước. Em hát là sao bản quyền trời. Tên dính mình quyền. Anh Đức thì đáng lẽ tôi phải vừa đây tôi phải dính từ đầu ấy. Ừ, mình dính xong anh mới nói chứ. Nhớ đâu không dính mà anh không nói hết trơn. No. Mình hãy tôi nói nha. Đứng bản quyền là anh. Nhưng mà hát hay dính được chưa nhỉ? Ừ. Các bạn hát hay quá. Chúng ta đang sợ nó khỏe. Các này là bị bỏ. Dạ, ta đang sợ khỏe. Em ơi, nhưng mà nó cũng... Đây là địch chưa lên sách đúng không? Chưa sách chưa đau đúng không? Sách chứ, sách nhiều chứ. Đi ta phải chơi cả đau, cả sách. Cả đau, cả sách đi chứ. Ra solo với nó. Ok. Ok nha mọi người. Cảm chưa bị ẩn ngọc ấy. Cái dâu chưa? Ở đây tôi định uống nhưng mà lại quên. Uống như kẹt. Ăn đi sâu ngon mà. Uống nó chặt chặt mãi. Thì đúng vậy mà. Nên nhớ mình nhàn cục hay là do mình nhiều nước, nhiều nước, nhiều nước rồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Nước atiso. Uống ơi, xem được ngon không? Thằng kia chắc con tên đây là mùi rất lặng lặng như thế nào?
Thì à, con bơi. Tara sao chết bởi mũ rác rồi này. Đó là cách có mất máu rồi mà mình nhớ là mình sẽ nhớ để mình xem. Nu. Khéo ngồi xem phim hay mà tiếng bên máy nó vẫn ghi vào. Có cái điện thoại một cái là một cái xa. Ok, và mình sẽ còn thấy mấy xe nghe có thể cho mọi người xem nhỉ. Không chấp thấy. Ok mọi người. Bị lật kèo thì tôi vứt. Cắt ta ra. Thôi đợi mình xíu nha. No. Đừng có đợi mẹ. Sao đi một người để một người lại đâu? Mình sẽ giữ mọi người ngồi trong bức tranh này nên là mọi người hãy cho có mình nha. Ngon không? Ngon mà. Dạ. Sao anh xem à? Chị cho có. Hết rồi. Đấy, đã bắt đầu nhức chân cảo anh San. Ăn ăn gì à? Thế chị chiêu. Ua. Anh solo ta ra không? Ui giận anh tuổi. Chơi luôn. Dễ, đầu game thì đánh nhau không máu thoải mái. Áo thích. Thấy không? Cậu có nhạc không? Ừ. Rồi. Nhìn đây này. Đây, người ta ít máu, người ta bắt ulti, người ta mới quẩy. Thôi thì mới quẩy luôn. Cứ để đầy máu, thằng nào đánh được. Người ta lại càng ít máu càng đam toa. Học cho anh nói thế, để anh biết. Kia thua kia. Để lén. Cay cái này là phải cay rồi, cái này chính là cay rồi. Cay. Chứ cứ anh áo thì thôi rồi. Anh ơi, có gì em đâu kìa. Ẩu. Em chỉ bảo trong bên đua thì thôi. Cay cay thật, cái này là cay thật. Đức bảo, gì nữa. Cay thật, cái này là cay thật. Nói được bù sao? Em biết là bù sao rồi. Thế mà tốn thời gian. Nhưng mà vẫn cay. Cố gắng không? Cố lắm rồi. Để nó ăn xây sơ 15 phút rồi các kiểu. Không quan trọng là sao để nó phải đẩy bách đầu một cách đơn giản. Hay là được. Thấy bách đầu là gì được. Đúng không? Video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Với lại sẽ ký kết của mình nha. Bye bye. Hello xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ hướng dẫn
tất cả mọi người tô màu hút xay. Nước nha mọi người. Để em hiểu là mọi người mình sẽ giúp mọi người luôn nhá. Nếu mà là cái gì em không làm thì bảo thì để lấy mặt của em đi một câu là chắc em đi. Nhưng mà em không biết em là ai đâu, em chỉ có lấy thật mặt. Nhưng mà miệng quen. Cứ chị em bảo hoặc là bảo em đã sang thì anh có bên đâu mọi người. Giờ lớn rồi anh để chị đi. Em còn mẹ em tính là con cô thì mà em là thằng người đấy là mà. Đó, có một nô bên đây nha. Mới làm ở đây. Ok nha. Ok. Kim chi. Đây nè. Kim chi. Ok. Unfollow. Nó chỉ ấy để thằng bán hàng thôi đây hả? Bán follow không? Chưa. Mày bán follow không? Bán follow nhá. Ăn follow mà cả. Không bỏ thích đi. Ok nha mọi người. Đi đá không? Chị ăn view đá không? Không biết ăn cay được không? Ha ha ha. Nhau. Bỏ chị sao nghỉ cho thêm được. Bỏ chị. Ok em một người. Em bật nhạc giang hồ đi. Ai đang bật nhạc lẻ à? Một người thì bật nhạc giang hồ. Chỉ có thể exact, nice and sweet. Dạ. Đây nha mọi người. Giang hồ. Chờ tụi bây giờ nhé, có thể bây giờ nhé. Em hôm qua em đón bật nhạc giang hồ. Hello, hello. Hello, hello. Bây giờ xin nhá. Một tiếng à, một tiếng thì được bao nhiêu ông ta? Không có gì xóa. Dạ, con bé ạ. Ok. Bé là em ạ. Ok nha. Để sửa lại cái này. Từ từ. Ok nha mọi người, ok nha. Đại trưởng. Hola, hola. Ok. Hola. Chào mọi người, mình chưa thấy nhau ở đây nha, nha. Có view không? Ok nha, về nha. Ok. Quá mệt rồi. Ấy sao vậy? Nếu mà làm một nguyên một season như thế anh dùng được bao nhiêu ngày? Và đây là bước chân. Nó đi tập. Em là không vấn đề gì thì hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày. Em tính nếu đây là trường hợp mà không bị hỏng cây gì đấy đúng không? Còn, thì anh... Còn nếu mà vào kinh mới thì làm bao nhiêu tập một ngày? Làm hai đợt đi. Thì làm bây giờ em làm khoảng tầm từ bây giờ đến Tết là sang tuần đúng không? Có thể làm nguyên tầm 4 ngày là chắc là đủ nhỉ? 4 ngày liên tục full season.
là phải được 60 tập, gần 60 tập full đấy. Thì là 4, 6, 24, 240 tập. Được. Ok mọi người. Rồi tôi đấy ạ. Đang định bảo em tìm âm cho anh để anh xem nhưng mà không tin tưởng. Phải, tại vì quay này làm sao mà lấy âm, nó dính âm vào. Cần gì phải ấn hẳn vào video đâu. Có mà. Ông kích vào rồi sao chép liên kết là được mà. Tôi toàn thế mà. Chứ tôi không cần phải ấn hẳn video đâu. Đỡ cần phải ấn vào ấn ra nhiều lâu lắm. Sao chép là phải ấn tóc kia. Gio đến video rồi sao chép liên kết là nhanh hơn. Ừ thế, từ trước bây giờ. Trước tôi đến bây giờ thì làm được cái nhanh hơn rồi. Tải nhanh hơn. Đó, họ Facebook đi. Có một phát ra một bảng. Facebook em sao chép liên kết rồi em tải luôn. Em bất kỳ, nhưng mà ấn là tải luôn. Nhưng mà tránh mấy cái bọn nổi tiếng nhiều, bọn có tích xanh các thứ cũng kia. Đấy, xem con đứa nào. Bọn bán hàng kìa cho nhanh. Đúng rồi, không có cái. Em không bán hàng được. Tìm kiếm video kìa. Ok, và video của mình đến kết thúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Những video tiếp theo của livestream trên kênh của mình nhé. Bye bye.